Chào anh em quay trở lại với channel của mình anh em nha. Cây chúng ta chịu anh em. Hôm nay vào cây con 68 nha. Cầu 68 bên này rất là đẹp luôn anh em. Và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái skin anh em bắt con 68 để anh em kiếm lãi nha. Tài này, 22 này. Rồi. Tới công chuyện rồi anh em. Hai xỉu, một tài 15. Khung 22. Chốt tài. Anh em thấy không? Tài lụ tài anh em, lụ tài lụ tài rồi húp đi anh em ơi, húp thế này nói chung tiếng đầu là tiếng khá là quan trọng anh em nha, rất quan trọng đấy anh em ạ. Cú ăn là tiếng đầu thật anh em luôn, tâm lý mà mọi cái áp lực của anh em chơi tay sau nó sẽ giảm rất là nhiều, nhưng đặc biệt là những anh em mới ấy. Còn anh em chơi lâu năm chung là tay 1 tay 2 nói chung là ăn được là cái tốt anh em, còn không thì anh em gặp những dạng cầu sau anh em chút sau anh em ạ, cứ bình tĩnh thôi. Một tay chốt ngay 5 mét, ngọt ngào chưa, ấm chưa anh em. Cầu chạy này đi, thật cầu chạy như này thật với anh em ngon lắm. Một hai ba này ra khung 123 các cụ này, chốt tài anh em này. Anh em đang nhìn khung cầu 1 tài 2 xỉu 3 tài nó đang báo cầu này, ôm cầu thế này bắt đúng 1 2 3 nha. 68 nó hay ra cầu đấy anh em ạ. Thôi để lại 1,5 mét anh em, tay thứ hai mà anh em ạ, chả tôi gì phải vội đúng không, Hà Nội nó không vội đâu không ạ, cứ bình tĩnh mà lụm lúa thôi. Tướng này cứ bình tĩnh mà lụm anh em, hai tay dinh ngay 7,8 m chuẩn 1 2 3 chưa anh em, 1 2 3 đúng là chuẩn cầu luôn. Gặp tơn cầu này đẹp không anh em, thấy tôi bảo cầu 68 này nó khuân không, nó khuân tết này đẹp luôn này, không một vết gợn, đẹp hay không ấy anh em, nhìn xuống xuống cầu anh em, đây nhìn tổng quan xuống cầu này. Nói có thực tế anh em, nói phải có cái minh chứng anh em ạ, chứ không phải là nói một đằng anh em xong là cầu chạy một nẻo. Thật anh em đánh như vậy này, cầu chạy như vậy chỉ có quảng thôi anh em ạ. Bắt một tiếng cầu xỉu anh em này, bắt 1 2 3 cầu hết cầu nha, đi tay cầu mới anh em nha. Cái phong của tôi là khi cầu nó chạy hết một tay anh em, hết một chuỗi ấy, thì tôi sẽ ưu tiên cầu tay cầu mới, chốt 3,3 m anh em, đầu tư luôn anh em này, vẫn thòng lại 4 m anh em, mình đánh chậm thôi, khi lợi thế hai tay đầu rồi anh em, tay sau mình đánh chậm rãi thôi, trắng chân 3-4 ra 5 cũng ra nhân được nhờ, vẫn là tài này, tài 4 tay này, bệt rồi bệt à, tôi đã nhìn quả hú 10 tỏi rưỡi anh em, thì kết quá anh em ạ, bổ kết quá này, đúng bổ kết này. Bệt 4 tay anh em xét này, xét nó đang xuống cầu bệt xỉu 4 tay này, bệt tài 4 tay này, quay chạy sâu rồi anh em, bệt này bệt sâu rồi, bệt này thấp nhất là 6-7 tay của bệt tài anh em, bắn cho tôi nha. Tiếng này là tiếng nhấp anh em này, nhấp này, tiếng này bệt tài thì sau thì bọn mày căng tài cho anh em, mình vẫn phải thòng anh em nha. Mọi cách chơi, mọi lối chơi nó không phải là tay nào cũng là tuyệt đối 100% cả anh em nhớ tôi đó. Chính là điều mà anh em tự tin về cái tay đánh quá đôi lúc là mình đưa anh em xa đảo hơn, xa bờ hơn. Chân như này là liệm rồi 422 đấy anh em, thòng thòng đến chết như vậy, còn đôi lúc là còn phải tắc thở anh em ạ. 422 mà thế này xỉu anh em này, 422 này
bốn tài hai xỉu hai tài bắt xỉu cái này nói chung là mù mịt luôn anh em ạ. Không phải nói nhiều anh em, Hà Nội là không thích Hải Phòng anh em ạ, Hải Phòng không thích lòng vòng đâu anh em, một búa anh em ạ, búa tho ăn tôi đi, chiếm lấy tôi đi. Hai chiều lấy tôi đi thế này anh em nào, anh em nhặt cái tiếng này anh em cảm thấy nó xứng đáng không anh em, mình rình rập ngồi tỏ thêm tát nào anh em ạ, rình rập lắm đấy anh em ạ, đôi lúc đánh có tài xỉu là chỉ thực tế thôi anh em, chỉ cần một điểm nhấn này thôi anh em ạ, không cần nhiều anh em phải không, không cần nhiều, tiếng này cầu từ từ anh em nhé, cầu tiếng này 422 và 44 này bắt đúc 44 luôn, bên trong bệt nhé, bên trong bệt thế này bú xỉu tiếp anh em này, bốn mét rưỡi anh em, thòng 5 mét bằng chết, tầm này bí anh em nha, bí là chút lãi nghỉ anh em hiểu không, cửa tài tỏi hai tranh nhau bên bên cửa xỉu tôi là trắng chân đẹp rồi đấy, trắng chân đẹp rồi đấy anh em, trắng chân đẹp rồi, ok chưa anh em, ô rìa chưa 14 mét chưa, 431 và 44 này, tiếng này vẫn ôm cầu bệt bệt trong bệt nhá, bốn xỉu bốn tài anh em, bốn xỉu bốn tài luôn, xỉu thôi nghỉ ăn non là chân ái anh em, chút nghỉ anh em nha, em vụt lúc 9 giờ kém anh em, nói chung khi anh em đã có cái kinh nghiệm rồi thật anh em, có anh em mọi khung giờ nha anh em, auto win, những anh em mới thì anh em nên chơi khung giờ cố định, còn những anh em chơi lâu năm anh em mà gọi là có sự già dơ trong cái tay đánh tay xỉu rồi thì anh em lệ nha, quánh quánh thẳng mặt luôn anh em ạ, quánh thẳng mặt nhà cái luôn, anh không có dãy được chưa anh em nào, 14 mét rưỡi anh em, nói chung là video dừng tại đây thôi anh em, gặp khung có đẹp không anh em không, ăn nó một chuỗi cầu anh em nhé, ăn một chuỗi cầu tôi đang khoanh này lên được 14 mét rưỡi này đó, nên anh em chơi anh em lựa chọn những cái khung cầu đẹp anh em vào đâu thì tỷ lệ anh em win rất là cao đúng không, tài xỉu nào vậy thôi anh em ạ, cầu kèo nào cũng vậy thôi, nó có cầu hết, nên là anh em chơi anh em để ý tôi những cái điều cơ bản đó nha, video tôi dừng tại đây anh em, 14 mét rưỡi rồi, hẹn anh em video gần nhất nhé trên kênh của tôi, chào anh em.